Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bạo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời cùng với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Tân binh sẽ khiến mất gai mất băng đội trưởng. MU chính thức chiêu mộ Neymar thay Ronaldo. Bắc Sa tạo cú lừa đề rong để ép giá MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi xin mời các bạn cùng đón xem. MU chính thức chiêu mộ Neymar thay Ronaldo. Các báo cáo từ nguồn tin uy tín cho hay, Người đại diện Neymar đã liên hệ đến 8 đội bóng khác nhau, bao gồm 4 ông lớn xứ sương mù là Man City, MU, Newcastle và Chelsea, 4 đội bóng còn lại là Barca, Bayern, Juve, AC Milan. ESPN đưa tin, sau thời gian theo dõi tình hình của Neymar với PSG, MU vừa chính thức liên hệ chuyển nhượng ngôi sao người Brazil. Hàng công MU rất mỏng sau khi Cavani và Lingard ra đi, còn Matian không nằm trong kế hoạch mùa tới. Ronaldo thì đang yêu cầu ban lãnh đạo MU cho rời câu lạc bộ dự án chiêu mộ Anthony cũng đang bế tắc sau các cuộc đàm phán thất bại với Ajax. Vì thế, Eric Ten Hag cùng các quan chức MU liên hệ đưa Neymar về Old Trafford. PSG xác nhận sẵn sàng để cựu cầu thủ Bắc Gia ra, ra đi theo dạng cho mượn và hỗ trợ đối tác một phần lương. Theo nguồn tin từ ESPN, nhà môi giới Pini Zahavi được gia đình Neymar liên hệ như một trung gian trong cuộc đàm phán với MU. Hiện tại ngoài MU, hai đội bóng ngoại hạng Anh quan tâm đến Neymar là Chelsea và Newcastle, Juve cũng xem xét thảo luận tương lai cầu thủ 30 tuổi này. Pereira chính thức chia tay MU. Tiền vệ Andres Pereira chuẩn bị hoàn tất quá trình gia nhập câu lạc bộ Fulham, anh sẽ chia tay MU sau 8 năm. Trong hai mùa giải gần nhất, Pereira không ra sân cho Quỷ Đỏ lần nào vì luôn được đem cho mượn. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU sẽ nhận được 10 triệu bảng phí chuyển nhượng và có thể thêm 3 triệu bảng phụ phí tùy thuộc vào thành tích thi đấu của Pereira. Hai câu lạc bộ đã đạt thỏa thuận với nhau vào tuần trước và vụ chuyển nhượng này sắp hoàn tất. Xác nhận Martinez là người hoàn hảo cho dự án của Ten Hag. MU đang có bước đi tiếp theo cho chữ ký thứ ba và mới đây ký giả Fabrizio Romano xác nhận. Manu đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị chiêu mộ Lisandro Martinez, Cầu thủ này có vị trí rất cao trong danh sách cần mua sắm của Erik Ten Hag. Họ sẽ chạy đua với Arsenal mà không có ý định bỏ cuộc. Mới nhất, Romano tiếp tục cập nhật. Manu thực sự đặt niềm tin lớn vào Martinez và huấn luyện viên Ten Hag tin rằng Martinez là người hoàn hảo cho dự án của mình. Đội chủ sân Old Trafford được cho là sẵn sàng đưa ra lời đề nghị 41 triệu euro kèm theo 4 triệu euro phụ phí. Ten Hag nổi giận trong buổi tập của MU tất cả ngôi sao của MU ngoại trừ Ronaldo đều đã hội quân để chuẩn bị cho mùa giải mới. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã chỉ đạo các học trò tập luyện và ông đã rất thất vọng với chất lượng của vài cầu thủ. Chiến lược gia người Hà Lan đã chỉ đạo các học trò tập truyền bóng trong một buổi tập gần đây của MU. Một số ngôi sao đã phải vật lộn với các yêu cầu của Erik Ten Hag. Trong một video đang lan truyền trên mạng xã hội, Ten Hag thậm chí đã nổi giận và hét lên, phạm quá nhiều sai lầm rồi có thể thấy tân huấn luyện viên Eric Ten Hag đang bắt đầu đặt những dấu ấn đầu tiên tại MU. Trước đó ông cũng đã yêu cầu các học trò phải đến tập lúc 9 giờ sáng mỗi ngày thay vì 10 giờ như mùa giải trước. Bác xa tạo cú lừa đề rong ép giá MU. Cụ thể chủ tịch Joan Laporta này một lần nữa đăng đàn khẳng định Frankie De Jong là cầu thủ của Barcelona, chúng tôi không muốn bán cậu ấy trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Tất nhiên, chúng tôi biết có những lời đề nghị dành cho De Jong, nhưng chúng tôi không muốn bán cậu ấy. Trước đó, Laporta cũng tuyên bố chúng tôi không có ý định bán cậu ấy, cậu ấy muốn ở lại, tôi sẽ làm mọi cách để giữ đề dòng lại. Điều này trái ngược với nhiều nguồn tin cho hay, Manu và Barca đã đạt thỏa thuận với mức giá 65 triệu euro kèm 20 triệu euro điều khoản phụ. Tuy nhiên, đây có khả năng chỉ là chiêu trò của Lapota để Manu nhanh chóng đáp ứng mức phí chuyển nhượng trong mùa hè này. Câu lạc bộ xứ Catalan cần tiền để hoàn tất các thỏa thuận với Bernardo Silva hay là Dobert Lewandowski. Mới nhất ký giả Fabrizio Romano xác nhận, Thỏa thuận cuối cùng giữa Man U và Bắc Gia cho thường vụ đề rong đã ở rất rất gần. Vị nhà báo người Ý này tiết lộ, Chủ tịch Gian Lapota chỉ đàm phán duy nhất với MU. Như vậy không có nhiều câu lạc bộ. Hỏi mua đề rong như Lapota tuyên bố, đến mét tháng này khiến người hâm mộ liên tưởng tới trường hợp của Lionel Messi mùa hè năm ngoái. La Porta liên tục khẳng định sẽ giữ chân Messi nhưng cuối cùng Enpuga gia nhập PSG dưới dạng tự do. Real Malaysia bệ phóng cho những bàn thắng ở MU. Ở tuổi 22, Tidia Malaysia trẻ trung và sở hữu những phẩm chất có thể giúp anh không chỉ thách thức lúc so trong cuộc cạnh tranh vị trí hậu vệ trái, mà thậm chí giỏi hơn người đàn anh đang bước vào mùa giải thứ 9 với MU. Trở thành một phát hiện của đội tuyển Hà Lan gần đây, Malaysia nhanh nhẹn cầm bóng tự tin và có màn trình diễn ấn tượng trong các đợt tham gia tấn công. Tốc độ thực sự là điểm mạnh của Malaysia và những pha dốc bóng sát biên rất khó ngăn cản. Anh nổi bật về khả năng nhận biết vị trí, một yếu tố then chốt trong việc phát triển pressing cường độ cao, cũng như tạo ra không gian rộng lớn khi đội nhà tổ chức tấn công. Trong những năm thành công ở Ajax, hậu vệ cánh có nhiệm vụ rất quan trọng với huấn luyện viên Eric Ten Hag. Những cầu thủ này với các pha di bóng lắt léo trở thành mối đe dọa tiềm tàng cho hàng thủ đối phương. Họ cũng có thể xâm nhập trung lộ và tạo áp lực cho khu cấm địa. Ten Hag ít nhiều chịu ảnh hưởng từ Pep Diola trong cách triển khai bóng khi ông còn dẫn dắt Bayern Munich. -B. Điều này lý giải cho việc là đội bóng của ông kiểm soát được bóng trên phạm vi rộng lớn nhiều các hậu vệ cánh năng động, giống như cách mà Man City vừa chinh phục danh hiệu ngoại hạng Anh. Với những phẩm chất của mình, Malaysia không quá lo lắng trong việc hòa nhập và thích ứng với những đòi hỏi như vậy. Chuyến du đấu châu Á sắp tới có ý nghĩa quan trọng với Tiriu, nếu mà ưu bước vào hành trình giao hữu để kiếm tiền thì Malaysia tận dụng cơ hội để khẳng định mình và hòa nhập vào hệ thống mới. Ở UEFA Nations League mới đây, huấn luyện viên Luis van Gaal đã sử dụng Malaysia trong hai trận đấu hiệu quả mà anh mang lại 89% đường truyền chính xác, hiệu suất tạt bóng 62,5%, kiến tạo một bàn, 4 pha tắc bóng, 9 lần đoạt bóng thành công. Sau nhiều năm mà U mới chiêu mộ một cầu thủ thuần túy theo yêu cầu của huấn luyện viên mà không phải quyết định của quan chức kế toán trong hội đồng quản trị, một khởi đầu tích cực cho Eric Ten Hag trong quá trình tái thiết đội hình với Malaysia trở thành bệ phóng mở đường đến khung thành đối phương. Tân binh sẽ khiến Mắc mất đi băng đội trường. Quá trình chiêu mộ Lisandro Martinez với giá 40 triệu bảng là một ưu tiên của đội chủ sân Old Trafford. Vì ký hợp đồng với Martinez cũng có thể báo hiệu sự chấm dứt thời gian làm đội trưởng Quarry Maguire tại sân Old Trafford. Đây là một chủ đề đáng được chú ý sau mùa giải trước khi tuyển thủ Anh có phong độ tồi tệ. Điều kiện tiên quyết đối với một đội trưởng của câu lạc bộ là anh ta phải là một lựa chọn đầu tiên trong đội hình. Nếu Martinez được đưa về Old Trafford thì điều này sẽ không còn áp dụng với Maguire nữa. Martinez không được Ten Hag đưa về để trở thành dự bị. Manu sẽ có Martinez, Harry Maguire, Rafael Varane và Victor Lindelof để lựa chọn và bốn cái tên này sẽ phải cạnh tranh gay gắt để có suất đá chính. Trong số đó, ngôi sao Ajax có tố chất khác biệt với ba người còn lại. Anh không cao nhưng có tư duy luân chuyển bóng tốt, nhanh nhẹn, quyết liệt, mạnh mẽ để bù đắp cho bản thân hay bọc lót tốt cho phần còn lại. Mối quan hệ hợp tác giữa Martinez và Varane ít nhất có thể được những người hâm mộ quỳ đỏ ủng hộ. Đội trưởng phải là một người, một lựa chọn nhất quán với việc tuyến sau của Man U có thể nhưng thay đổi thường xuyên trong vài tháng đầu mùa giải. Bác cái sẽ không phù hợp với yêu cầu này. Một lựa chọn hợp lý trước tuần này sẽ là Cristiano Ronaldo. Có thể Man U vẫn cố gắng xoa dịu Ronaldo nếu anh ấy ở lại bằng cách trao băng đội trưởng cho siêu sao người Bồ Đào Nha này. Nhưng nếu Eric Ten Hag loại bỏ CR7 thì nên có hai lựa chọn rõ ràng, một là Bruno Fernandes, người đã từng là đội trưởng của câu lạc bộ trước đây từng hai lần đoạt giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của Man U, Fernandes có được sự tôn trọng của các đồng đội và anh ấy sẽ là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, lựa chọn tốt nhất có thể là thủ thánh David De Gea. Khi Dean Henderson đã ra đi, thủ môn người Tây Ban Nha sẽ đá chính gần như mọi trận đấu, là cầu thủ phục vụ lâu nhất tại Old Trafford với những màn trình diễn đỉnh cao, De Gea xứng đáng được trao cơ hội. Về mắc cai, trung vậy người Anh thực sự có thể được hưởng lợi với quan điểm nói trên khi áp lực của việc mang trang mình trên băng đội trưởng đã không còn, cho phép anh ấy tập trung vào trận đấu của riêng mình. Điều này sẽ cho cựu ngôi sao Leicester City có cơ hội tốt nhất để cạnh tranh sòng phẳng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.